Mùa xuân đang ghé đến nên mặc gì đi chợ hoa cho xinh. Màu gì đang hot nhất năm mới ta bắt ngay cho kịp trên. Nhà mình nên mix match cho cả năm in vui luôn luôn thuận hòa. Còn vài hôm tới Tết rất nhanh đây mà. Kiểm tra là quần áo mới cho cả nhà, nhìn ba rất phong độ và mẹ xinh sáng thật tươi. Ô năm mới vẫn luôn mặn mà, thật nhiều phong cách cho cả nhà, từ cá tính sang hiền hòa, người cao tuổi thời trang. Một năm luôn an lành và sao thừa nâng ly mừng một năm kề bên nhau an vui.